Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Người dân còn thờ ơ với việc tiêm mũi vaccine nhắc lại phòng Covid-19. Điện lực thành phố Hưng Yên ứng dụng nhiều thiết bị công nghệ cao kiểm soát an toàn lưới điện. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930, 18/11/2022, sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 92 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, đại diện cho 836 trưởng ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận. Nhiều trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa phương. Thực hiện cái mô hình làng công giác và tổ công giác, chúng tôi tổ chức họp dân, sau đó là họp các ban ngành đoàn thể của thôn để tuyên truyền vận động người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, và đồng thời chúng tôi phải chia nhỏ thôn thành nhiều tổ để đi vận động tuyên truyền nhân dân, đồng thời giám sát cái công tác vệ sinh môi trường để cho nó thuận tiện hơn. Và cái tình trạng vệ sinh môi trường ở trong khu dân cư vừa qua thì đường xá đã sạch sẽ và quang đãng. Với cái vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thôn Quan Xuyên trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, thì bản thân tôi luôn chủ động cho ban công tác mặt trận thôn họp và thống nhất hành động với các ban ngành đoàn thể để làm sao có thể là tập hợp được cái sức mạnh tốt nhất, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào những cái việc chung, ví dụ như là tham gia đóng góp xây dựng, sửa chữa đình chùa, rồi xây dựng nhà văn hóa. Nhờ sự đồng thuận của người dân thì đến nay cũng đã đóng góp hàng tỷ đồng để kiến thiết các công trình. Qua đó thì giúp thôn hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với chủ đề là tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội nghị biểu dương là dịp để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đánh giá, tôn vinh, ghi nhận, lan tỏa những kết quả nổi bật của các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn, việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản tại khu dân cư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản chúc mừng 92 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2017-2022, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc cũng như đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh đã năng động sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, huy động mọi nguồn lực xã hội và xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong cộng đồng. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể thời gian tới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là ở cơ sở địa bàn dân cư, đồng chí nhấn mạnh. Thi đua, đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua nước bằng những việc làm mới, sáng tạo hơn, và xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận về năng lực, trình độ, am hiểu thực tiễn để thực hiện tốt chức năng tuyên truyền vận động và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mặt trận.
kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống và sản xuất của các tầng lớp nhân dân để đề xuất kiến nghị với cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp. Là đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo. Tới đây thì đối với Hưng Yên thì nhiều địa bàn trọng điểm chúng ta phải triển khai các cái nhiệm vụ, các công trình trọng điểm của tỉnh, tác động đến sản xuất cũng như là tác động đến những quyền lợi của người dân ở trong địa bàn. Thì cái này đề nghị các đồng chí là chúng ta phải hiểu thấu đáo, tuyên truyền căn cơ và rõ ràng để tạo sự đồng thuận của người dân để chúng ta tổ chức thực hiện. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương và lãnh đạo các sở ban ngành đã trao giấy chứng nhận và hoa cho 92 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2022. Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khu phố An Thịnh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đơn vị tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết của thành phố Hưng Yên. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Khu phố An Thịnh hiện có 360 hộ dân với 1.350 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban công tác mặt trận khu phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương luôn đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các phong trào cùng vận động do các cấp vận động được duy trì đạt kết quả tốt. Hàng năm, 100% số hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2021 đạt 96%, năm 2022 đạt 97%. Tình hình an ninh chính trị trong khu phố được giữ vững. Tại ngày hội, Ban công tác mặt trận khu phố An Thịnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023. Sau hơn một năm triển khai thực hiện kết luận số 277 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tuy bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn tồn tại hạn chế và chưa đồng bộ. Để khắc phục và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ. Về thủy lợi, tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống thông tin dự báo, cảnh báo sớm, xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi vùng bãi sông Hồng, sông Luộc, áp dụng chuyển đổi số vào quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, xử lý nghiêm vi phạm công trình thủy lợi đê điều. Về nước sạch, xây dựng triển khai chính sách hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong việc đấu nối và sử dụng nước sạch, rà soát điều chỉnh giá nước đảm bảo tính đủ tính đúng các chi phí và việc cấp bù giá nước, đảm bảo an ninh nguồn nước và cấp nước an toàn, hạn chế tiến tới chấm dứt sản xuất nước sạch từ nguồn nước ngầm, trước mắt không cấp phép mới, mở rộng nâng công suất các dự án sản xuất nước sạch từ nguồn nước ngầm, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân về sử dụng nước sạch. Thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Văn Lâm đã vào cuộc quyết liệt và có những giải pháp cụ thể nên đã mang lại hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc xử lý vi phạm vẫn chưa nhất quán, dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Phóng sự thực hiện tại xã Lạc Đạo. Vào tháng 5 năm 2022, sau khi nhận thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, gia đình ông Trần Văn Tình ở thôn Ngọc đã chấp hành và tự động tháo dỡ gần 700 mét vuông nhà xưởng. Tuy nhiên, ông không khỏi băn khoăn và đặt câu hỏi vì sao một số hộ hình thức vi phạm tương tự nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa thực hiện tháo dỡ. Tại sao nhà tôi dỡ cách đây 3 tháng rồi, tại sao còn những nhà khác đây 3 tháng rồi chưa dỡ? Tôi chỉ kiến nghị mỗi cái là ủy ban xã huyện giải quyết đồng loạt. Cũng như hộ ông Tình, cách đây hơn 1 tháng, thực hiện thông báo của chính quyền địa phương, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền cũng đã tự giác chấp hành tháo dỡ trên 700 mét vuông nhà xưởng vi phạm trên đất nông nghiệp. Nhà em đã dỡ cách đây hơn 1 tháng nay rồi,
thì dỡ thì cũng phải dỡ tất cả các nhà cho nó công bằng, không thì nhà dỡ nhà không thì nhiều nhà người ta tị. Trong tổng số 25 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Lạc Đạo, theo rà soát của địa phương, đến nay mới có 8 trường hợp đã tháo dỡ xong, nhiều trường hợp tháo dỡ nửa vời và chưa tháo dỡ. Đối với 25 trường hợp này thì cũng đã có 8 trường hợp để các trường hợp tự tháo dỡ triệt để là 100%. Họ nhận thức rõ cái việc vi phạm của họ, còn lại 8 trường hợp nữa thì họ cũng đã và đang tháo dỡ. Để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại công văn số 2040 ngày 4 tháng 8 năm 2022, xã Lạc Đạo cần tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch số 93A trong quá trình xử lý vi phạm, cần nhất quán để tránh gây bức xúc trong nhân dân. Nhằm tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2886 yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương trên địa bàn tỉnh, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ sau. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm chết và những vùng có nguy cơ cao. Thời gian qua, nhờ tăng cường quyết liệt thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh, nên đến nay, huyện Văn Giang đã kiểm soát được dịch sốt xuất huyết. Đến nay, toàn huyện Văn Giang đã có 133 trên 140 ca khỏi bệnh, trong đó các xã Thắng Lợi, Tân Tiến, Long Hưng, Xuân Quan là những địa phương có số ca mắc cao từ 30 đến trên 40 ca. Tới nay, đã có 95 đến 100% ca khỏi bệnh. Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh từ tháng 9 đến nay, các xã đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch, triển khai phun hóa chất diệt muỗi một tuần một lần xung quanh những hộ gia đình người bệnh. Đồng thời vận động nhân dân thu gom rác, làm sạch môi trường, thả cá vào trong những bể chứa nước để diệt bọ gậy loang quang, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết và chủ động phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đẩy mạnh đôn đốc các địa phương về tăng cường tiêm vaccine COVID-19, gửi thông báo và thực hiện tuyên truyền đến từng thôn xóm, gia đình. Nhưng đến ngày tổ chức tiêm, vẫn có rất ít người dân đi tiêm. Thờ ơ với việc tiêm mũi vaccine COVID-19 liều nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4 là thực trạng đang diễn ra hiện nay tại các địa phương. Ghi nhận tại huyện Kim Động. Đây là buổi tiêm vaccine của xã Ngọc Thanh tại trạm y tế sáng ngày 2 tháng 11. Những dãy ghế trống và chỉ có lác đác người đến tiêm. Hình ảnh này khác hoàn toàn với các mũi tiêm trước đó. Chị Quỳnh ở thôn Ngọc Đồng là một trong số ít những người đến điểm tiêm ngay sau khi được thông báo từ loa truyền thanh và chính quyền địa phương. Tiêm từ mũi 1 đến mũi 3 rồi không có vấn đề gì cả. Đến này mũi 4 này thì em nghĩ nó rất là bình thường. Nói chung là mình tiêm thì để mình phòng cho bản thân mình, đến lúc mà mình có bị phát lại thì nó cũng không có ảnh hưởng gì thôi. Em cũng thấy là nhiều người ở khu em người ta cũng bảo là thôi cũng không cần phải tiêm ấy. Thì bởi vì là nhiều người nghĩ là bây giờ cũng đang hết dịch rồi nên là người ta cũng không sát sao lắm về việc tiêm. Buổi tiêm này xã Ngọc Thanh được cấp hơn 100 liều vaccine, nhưng kết quả chỉ có khoảng 50% số vaccine được tiêm. Tỷ lệ này vẫn được coi là cao so với các địa phương khác trong thời điểm hiện tại. Số vaccine còn lại trạm sẽ phải chuyển lại về trung tâm y tế huyện để đảm bảo công tác bảo quản vaccine. Hiện tại là đang trong mùa chuyển giao thời tiết ấy, cho nên là dịch chồng dịch như là cúm A, cúm B rồi là có sốt xuất huyết. Cho nên là người ta thấy sức khỏe người ta không ổn, người ta không tới tiêm thôi. Còn khách quan thì người dân bây giờ người ta thấy rằng là cái tỷ lệ người nhiễm Covid nó giảm đi. Cái thứ hai là cái mắc Covid bây giờ là thuốc người ta điều trị thì nó cũng giống như các cái cúm thông thường. Cho nên người ta nghĩ là bây giờ tiêm thì cũng như thế thôi. Cho nên là người ta cũng bảo là thôi tiêm 3 mũi rồi thì người ta không tiêm nữa. Đợt phân bổ vaccine tháng 10, huyện Kim Động được cấp 8.000 liều vaccine COVID-19 để triển khai tiêm cho hai nhóm đối tượng là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi mũi 3 và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên đến nay mới triển khai tiêm được khoảng 4.500 liều. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp trường học và tích cực ban hành văn bản đôn đốc các địa phương để tổ chức tiêm chủng. Song kết quả vẫn còn tồn lại gần 3.000 liều vaccine. Hiện số lượng người dân đã tiêm mũi 4 của Kim Động
là 21.000 trên tổng số 81.000 người đủ điều kiện, tỷ lệ mới đạt 26%. Thực trạng tiêm tại các địa phương bây giờ đang rất là khó khăn. Trạm y tế thường xuyên tổ chức tiêm, tuy nhiên là không có người đến tiêm tại trạm. Rất là nhiều trạm cũng đã thực hiện tiêm lưu động đến từng thôn xóm để gần nhất với lại người dân, tuy nhiên là hiệu quả đạt được thì lại vẫn chưa cao. Việc chủ quan lơ là của một bộ phận người dân trong tiêm những mũi vaccine nhắc lại trước hết sẽ là gây lãng phí nguồn vaccine, gây thiệt hại về kinh tế. Nhưng thiệt hại lớn nhất chính là sức khỏe của người dân, bởi hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch là rất lớn. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng, tiêm chủng đầy đủ theo quy định để được bảo vệ sức khỏe liên tục và kịp thời. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức buổi tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho 560 đối tượng là cán bộ quản lý, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể của 192 trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Các học viên đã được nghe phổ biến một số nội dung chính sách của luật an toàn thực phẩm, mối nguy ô nhiễm thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nội dung quy trình quản lý bếp ăn tập thể, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục đích là nhằm nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, nắm được nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ tuổi mầm non và cách thức tổ chức bữa ăn cho trẻ hợp lý, an toàn, cách nhận biết, đánh giá, kiểm soát bảo quản, lựa chọn được các loại thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị, kinh tế toàn cầu suy thoái, sức mua giảm, trong khi giá nguyên liệu lại tăng, chi phí tàu vận chuyển đường biển quốc tế tăng cùng với nhiều khó khăn khác đang làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn. Từ nhiều tháng nay, nhiều bộ phận trong tổng số hơn 200 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Việt Nhật nằm trong cụm công nghiệp Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang phải giảm giờ làm, thậm chí nghỉ luân phiên. Nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu. Là doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng nên việc thiếu linh kiện khó khăn lại càng khó khăn hơn. Trong khi chi phí sản xuất đội giá tăng cao, thị trường xuất khẩu giảm nên sản lượng sản xuất của doanh nghiệp đã giảm từ 50 đến 60%. Chúng tôi dùng nội lực trong công ty để tự sản xuất, khắc phục và sản xuất, tìm những nguồn nguyên liệu trong công ty và những đối tác trong nước để chúng tôi khắc phục cái việc mà do nguồn cung từ phía nhập khẩu về chậm. Nhờ đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao, phát hiện sớm khiếm khuyết trên lưới điện, Điện lực thành phố Hưng Yên đã nâng cao chất lượng điện và giảm thời gian cắt điện. Các thiết bị được Điện lực thành phố Hưng Yên đưa vào khai thác vận hành như máy Flycam phát hiện sớm các khiếm khuyết trên lưới, máy Ultratel Plus nhằm phát hiện sớm các điểm đánh lửa do tiếp xúc, máy ảnh nhiệt với ống kính siêu zoom nhằm phát hiện sớm nhiệt lượng bất thường tại các trạm biến áp. Thông thường ấy, trước đây ấy, đi kiểm tra định kỳ những cái trạm biến áp hoặc là đường dây ấy, thì phải tốn rất nhiều công sức, bởi nhìn mắt thường thực ra là có những cái khiếm khuyết chưa thể phát hiện kịp thời. Tuy nhiên từ khi mà chuyển sang cái Flycam này đã phát hiện kịp thời, phát hiện ra sớm những cái khiếm khuyết mà ở những tầm cao mà bình thường mắt thường không nhìn thấy đấy, tăng được cái năng suất lao động lên rất là nhiều ạ. Trong đợt kiểm tra độ sạch hệ thống lưới điện từ cuối năm, công ty May Hưng Long 2 là một trên nhiều khách hàng nằm trong kế hoạch kiểm tra toàn diện. Tổ kỹ thuật đã sử dụng Flycam kiểm tra nguồn điện dẫn vào công ty. Các góc cạnh của xà, xứ và các điểm đổ dây đều được chụp ảnh với độ phân tải cao để về phóng ra nghiên cứu. Trong những năm vừa rồi, chúng tôi không xảy ra vấn đề mất điện. Chúng tôi rất hài lòng dịch vụ điện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố Hưng Yên tiến hành trên 1.000 lượt kiểm tra hệ thống điện, phát hiện gần 400 khiếm khuyết trên lưới và đã tiến hành thay thế và xử lý. Qua đó giảm sự cố điện và tổn thất điện năng, giảm số lần cắt điện, góp phần nâng cao chất lượng điện, phục vụ khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, để xem lại các chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin quốc tế.